Cái thủ thuật mô tả tức là khi mà chúng ta châm cứu á, thì chúng ta sẽ xác định cái tình trạng bệnh nhân đó là đang ở thật hay ở hư. Thật thì chúng ta tả, hư thì chúng ta bổ. Thì cái phương pháp mà châm cứu thì mô tả như thế nào thì chúng ta sẽ đi. Nó sẽ chia làm hai phần. Một phần á là châm cứu mô tả theo cái cổ điển thì người ta sẽ thực hiện những cái thủ thuật gì, và hiện tại bây giờ thì còn đang sử dụng những cái thủ thuật gì. Đó là hai hai phần. Cái thủ thuật mô tả nó có rất là nhiều cái phương pháp mà để mà mình có thể theo. Thứ nhất đó là theo cái hơi thở, thứ hai đó là theo chiều của mũi kim, và thứ tự châm cái huyệt, thứ ba đó là cái kích thước từng bậc, thứ tư là khi mà chúng ta rút kim á, là có bịt hay là không bịt chỗ châm, thứ thứ năm á, đó là cái phương pháp và thiêu sơn hỏa thấu thiên lương, cái thứ phương pháp cuối cùng đó là cái bình bổ bình tả. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng cái phương pháp mô tả theo hơi thở. Khi mà một cái tình trạng bệnh nhân mà tình trạng đang hư thì chúng ta phải châm theo kiểu bổ. Thì khi mà mình xác định châm bổ thì mình sẽ châm như thế nào, các anh chị sẽ chú ý vào cái hơi thở của bệnh nhân ha. Thì ở châm bổ, khi người bệnh thở ra thì mình sẽ châm kim vào gây được cảm giác đắc khí ha, gây được cảm giác đắc khí, mình sẽ lưu kim đó, và đến khi chờ lúc bệnh nhân hít vào thì mình mới rút kim ra ha. Thì khi đó người ta trong những cái quyển sách cổ nó nói rằng khi mà mình châm như vậy thì khí mới được đầy đủ ở trong, nên có tác dụng là bổ cái phần hư. Được chưa? Cho nên rút lại đó là gì ạ? Khi bệnh nhân thở ra là mình châm vào, khi bệnh nhân hít vào thì mình rút kim ra. Đó là bổ theo hơi thở. Còn khi tả theo hơi thở là mình như thế nào? Khi người lại ngược lại với lại cái bổ, đó là khi người bệnh hít vào thì mình châm vào, còn khi người bệnh thở ra thì mình lại rút kim ra. Giờ đó là cái bổ tả theo hơi thở. Thứ hai đó là bổ tả theo cái chiều mũi kim và cái thứ tự châm. Ở bổ tức là sau khi gây được cảm giác đắc khí thì chúng ta sẽ hướng cái mũi kim đi theo chiều vận hành của kinh mạch để dẫn khí. Ví dụ khi chúng ta châm bổ vào cái đường kinh đại trường thì chúng ta biết được rằng cái đường kinh đại trường nó đi theo cái chiều như thế nào, là từ ngón tay đi vào bên trong cơ thể của mình, bên phần trong cơ thể của mình và đi lên đầu, đúng không? Thì khi mà chúng ta hướng cái mũi kim thì chúng ta cũng phải hướng cái mũi kim đó là đi vào trong và đi lên đầu, đúng không? Vậy cho các anh chị có thể tưởng tượng ra được không? Vì cái này thì học thực tế thì mình sẽ hiểu hơn, còn cái này mình sẽ mô tả thì hy vọng các anh chị có thể nắm được. Đó là bổ thì chúng ta sẽ hướng theo chiều của đường kim, được chưa? Theo chiều của đường kinh đó, theo chiều của đường kinh, hướng kim theo chiều của đường kinh thì là bổ, và thứ tự châm sẽ là thứ tự xuất hiện của đường của cái huyệt đi theo chiều của cái đường kinh. Ví dụ như chúng ta sẽ châm bổ cái ở trên đường kinh đại trường thì cái huyệt hợp cốc nó xuất hiện trước cái huyệt dương khe, đúng không? Thì chúng ta xác định là ví dụ như các anh chị xác định là châm bổ cái đường kinh đại trường mà trong công thức huyệt nó có hợp cốc và dương khe đi, thì các anh chị sẽ châm hợp cốc trước rồi châm dương khe sau. Đó là châm theo chiều của đường kinh, đó là châm bổ, được chưa? Và mình hướng mũi kim theo chiều của đường kinh. Còn tả thì ngược lại, đó là chúng ta hướng mũi kim ngược chiều vận hành của kinh mạch, được chưa? Ngược chiều vận hành của kinh mạch thì cái đường kinh đại trường nó đi từ ngón tay nó đi lên, thì khi mà chúng ta châm tả thì chúng ta phải hướng mũi kim nó đi xuống với lại, được chưa? Rồi, và các huyệt thì mình cũng ngược chiều đường kim đường đường kinh luôn. Ví dụ như hồi nãy chúng ta châm bổ là hợp cốc với dương khe trước, đúng không? Thì châm tả sẽ châm ngược lại, đó là châm dương khe trước, châm hợp cốc sau. Đó là theo chiều mũi kim và thứ tự châm. Thầy là theo chiều mũi kim là mình châm nghiêng chứ không phải là châm vuông góc với mặt da đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái nghiêng hồi nãy 15 với 45 độ thì mình sẽ hướng được cái mũi kim theo chiều của đường kinh. Còn nếu mà châm 90 độ đó là thường nó sẽ áp dụng vô bình bổ bình tả, tức là không tả cũng không bổ. Đó là sẽ hướng ở mũi kim vuông góc 90 độ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Rồi, theo kích thích từng bậc, theo kích thích từng bậc thì nó hơi phức tạp. Thì thứ nhất, châm bổ thì người ta sẽ châm nhanh vào dưới da, tức là người ta sẽ quay da nhanh ha, gây đắc khí. Vê kim theo một chiều 9 lần, rồi lại châm nhanh vào lớp cơ nông gây đắc khí, xong vê kim theo một chiều cũng 9 lần. Rồi châm nhanh vào lớp cơ sâu rồi gây đắc khí, rồi vê kim theo kiểu 9 lần. Rồi từ từ rút kim đến dưới da, dừng lại một lát rồi từ từ rút hẳn. Thì cái phương pháp này á, không biết là có anh chị nào áp dụng không, chứ bây giờ tôi thấy ít ai áp dụng cái phương pháp này lắm. Có ai áp dụng cái phương pháp châm từng bậc này không? Dạ không mày ơi, nó mất công lắm. Không, đúng không? Thấy nó phức tạp đúng không? Cái tả cũng thì nó lại theo cái chiều ngược lại, tức là ngược lại với bổ, đó là nó châm thẳng vào lớp cơ sâu luôn, nó xoay có 6 lần ha, nó xoay 6 lần rồi nó rút kim lên từng bậc từng bậc vậy đó. Rồi nó cũng rút tới cái sát da rồi nó dừng lại một chút rồi rút kim ra ngoài. Nhưng mà cái phương pháp này thì các anh chị cũng không cần phải quan tâm, bởi vì nó cũng không có áp dụng hiện tại đâu. Cái mà các anh chị quan tâm tiếp theo nữa đó là cái bịt hay không bịt cái lỗ châm.
thì bây giờ nó áp dụng cũng khá là nhiều nhưng mà cũng ít ai sử dụng lắm. Thì khi mổ á, mình không có còn quan tâm đó là rút kim ra nhanh hay là rút kim ra từ từ, bởi vì hai cái thằng mà hai cái quyển mà chúng ta hay đọc đó là nội kinh, nội kinh linh khu, nội kinh linh khu và cái châm cứu đại thành, đó là hai cái sách mà cũng gọi là lớn về châm cứu đó. Thì một cái thì nó lại kêu rút ra nhanh, một cái thì nó lại kêu rút ra từ từ, cho nên mình cũng chả quan tâm luôn. Nhưng mà cái quan trọng đó là khi mà mình rút ra như vậy đó là mình có bịt hay là không có bịt cái lỗ, là cái vị trí chúng ta châm, tức là mình không có lấy bông gòn là mình ấn vào hay là mình không ấn vào. Thì ở bổ á, dây ấn mình bịt ngay cái lỗ châm để cho cái khí nó không có thoát ra ngoài, được chưa? Còn ở tả tức là mình muốn đẩy cái khí đó ra đúng không, thì mình theo khi mình rút ra tức là mình không có bịt ha, mình không có bịt hoặc là mình bịt từ từ thôi. Vì ví dụ như nếu mà có chảy máu thì chúng ta phải bịt là chắc chắn rồi, nhưng mà chúng ta sẽ bịt một cách từ từ, chúng ta sẽ để cái khí nó thoát ra ha, thì chúng ta mới có tác dụng là tả được, được chưa? Cho nên là cái bịt chứ không bịt thì nó cũng khá là dễ nhớ ha. Tức là bổ thì chúng ta sẽ bịt lại để cho cái khí nó không có thoát ra, còn tả tức là mình muốn cái khí nó thoát ra thì chúng ta không có bịt hoặc là mình bịt từ từ. Sơn hỏa thấu thiên lương thì hiện tại bây giờ cũng ít sử dụng lắm. Thì cái thiêu sơn hỏa thấu thiên lương á, nó là một cái phương pháp. Thứ nhất đó là bổ thì dùng một cái thiêu sơn hỏa, tức là nó sẽ gây được cái cảm giác nóng ấm cái chỗ châm. Thì cái thủ thuật này nó cũng gần tương tự giống như cái thủ thuật mà châm từng bậc hồi nãy đó, nhưng mà nó khác một chút, đó là tùy thuộc vào cái hơi thở của bệnh nhân. Thì khi mà người bệnh hít vào bằng mũi một lần thì thở ra bằng miệng 5 lần, thì cái này chúng ta bỏ qua, không cần nhớ. Ai mà muốn nhớ kỹ hơn thì học đọc kỹ hơn. Khi người bệnh đang thở ra nhanh vào thì mình châm nhanh vào dưới da, khi bệnh nhân đang thở ra ha thì mình châm nhanh vào dưới da gây đắc khí rồi kim 1-3 lần hoặc là 9 lần. Thì hồi nãy cái châm từng bậc thì là 9 lần đúng không, thì bây giờ cái này là 3 hoặc là 9 lần. Thì châm tiếp vào lớp cơ nông rồi gây đắc khí rồi châm thêm chiều nữa, rồi nó cứ xuống từng bậc, đó là thiên nhân và địa gì đó. Thì cái này là cái phương pháp của cái thiên sơn hỏa thấu thiên lương, cái đó tôi cũng hiểu tại sao cái cơ chế nó là như vậy. Nhưng mà cái 3 số 9 đó là cái số dương ha. Theo cái dịch lý nó là cái số dương. Thì mà châm 3 bậc thì theo cái phần đó là thiên, nhân và địa. Thiên là cái trên, địa là cái dưới và nhân là cái ở giữa, nó dung hòa ha. Thì hỏi thấu thiên lương tôi nghĩ là các anh chị cũng chắc cũng không có cần phải học đâu. Rồi, cái qua phương pháp mà bình bổ bình tả. Cái phương pháp này đó là châm những cái triệu chứng mà hư thực nó lẫn lộn. Ta về kim thì về cả tả lẫn hữu, lưu kim một thời gian, sau đó về kim để rút kim ra và không làm thêm một thủ thuật bổ tả nào khác. Thì đó là cái bình bổ bình tả. Thì đó là những cái phương pháp mà châm bổ tả theo cái hồi xưa. Ghi nhận những cái quyển sách hồi xưa nó ghi lại như vậy. Nhưng mà có những cái mà chúng ta sẽ thường áp dụng và có những cái mà chúng ta không áp dụng thì các anh chị cũng không còn nhớ. Thì các anh chị chỉ cần nhớ cái bản này thôi nè. Đây là cái phương pháp mà bổ tả mà mình sẽ thường hay áp dụng vào thời nay đó. Đầu tiên nó sẽ xác định vào cái hơi thở ha. Thì cái hơi thở nó cũng giống như cái cổ điển hồi nãy đó, là thở ra thì châm kim, hít vào thì rút kim, còn tả thì ngược lại. Còn cái về cường độ thì bổ thì thường là chúng ta sẽ không có vê kim nhiều. Ban đầu thì chúng ta vê để có cảm giác đắc khí rồi chúng ta để cái kim đó như vậy cho đến khi mà chúng ta kết thúc cái thời gian châm. Còn tả thì chúng ta sẽ vê kim mạnh và nhiều lần để chúng ta sẽ đẩy khí huyết nó mạnh và chúng ta tả cái khí đó đi. Về thời gian thì bổ thì mình sẽ lưu kim nó lâu, còn tả thì mình sẽ lưu kim nhanh. Chị em hỏi xíu cái chỗ mà thở ra châm kim, hít vào rút kim, thì cái đó là dựa vào hơi thở của mình hay là hơi thở của bệnh nhân? Hơi thở của bệnh nhân. Về rút kim thì bổ thì mình sẽ rút nhanh và mình bịt ngay cái lỗ châm để cho khí nó không thoát ra ngoài, thì nó cũng giống như cổ điển ha. Thì và còn tả thì mình sẽ rút ra chậm và chúng ta sẽ không bịt cái lỗ châm hoặc là chúng ta sẽ bịt từ từ. Rồi, đó là những cái mà các anh chị chỉ cần nhớ ở cái phương pháp bổ tả ở ngay cái chỗ này thôi. Còn nếu mà anh chị muốn hiểu rõ hơn về cái tại sao chúng ta châm bổ là theo hơi thở là như vậy, phải rút kim hay châm kim á, thì các anh chị đọc cái cuốn Nội Kinh Linh Khu, mà cái chương đầu tiên á, chương đầu tiên nó cũng sẽ nói về cái vấn đề này, nhưng mà nó khó hiểu lắm. Thì các anh chị chỉ cần nhớ đó là về cái khí huyết á, tức là khi mà nó khí huyết mà một người nó bị hư á, thì chúng ta sẽ không có được đón cái khí đó. Tức là khi mà đón cái khí đó, cái khí đang hư phải không, mà mình đón cái khí đó đi, mình châm kim vào á, tức là khi mà mình hít vào á, khí nó tới đó, mình châm vào á, thì nó sẽ gây tổn hại khí huyết. Cho nên khi mà bệnh nhân thở ra mình mới châm được châm vào. Tức là khi mà mình thở ra thì khí huyết nó đang đi bình thường, mình không có đón cái khí đó thì mình mới châm kim vào, thì mình mới bổ được cái khí đó. Và khi hít vào thì mình mới rút kim ra, được chưa? Còn khi tả tức là khi một cái khí nó đến thì mình mới đưa cái khí đó vào, đưa cái kim, cái khí từ cái kim á đưa đi vào, mình sẽ tả cái khí đó, mình đón cái khí đó thì nó mới có tác dụng. Đó là cái ý nghĩa của cái nội dung của cái chương đầu tiên trong cái Nội Kinh Linh Khu á.
đặt cũng khá là khó hiểu á. Còn những cái ví dụ như là thời gian lưu kim rồi rút kim bịt ngay á thì nó cũng dễ hiểu ha. Thì các anh chị chỉ cần áp dụng này thì mình có thể thực hiện được cái thủ thuật bổ tả. Còn đa phần bây giờ thì là mình thực hiện theo cái phương pháp là bình bổ bình tả. Để mà nếu mà các anh chị mà khó nhớ đó, khi nào bổ khi nào tả thì các anh chị chỉ cần chăm bình bổ bình tả thì nó cũng đã có hiệu quả rồi. Thầy ơi, bây giờ là nó dùng điện á thầy. Cho nên là cái dùng cái điện thì nó có bổ tả gì khác nhau? Rồi xung điện, khi mình nhắc tới cái yếu tố có điện rồi á thì mình không còn áp dụng cái bên Tây y nữa, bên Đông y nữa. Nó cũng không có bổ không có tả luôn, mà nó lại giải thích theo cái cơ chế của điện châm của bên Tây y. Đó là kích thích hay ức chế thần kinh hay kích thích hay ức chế cơ, chứ nó không còn gọi là bổ hay tả nữa. Thầy cho hỏi cái thời gian lưu kim nó lâu và ngắn là cỡ bao nhiêu phút rồi? Rồi mình tính trung bình á là từ 10 đến 15 phút. Đó là một cái mình để cái móc để mà mình gọi là lưu kim lâu hay là lưu kim nhanh. Thì lưu kim nhanh á tức là thường nó sẽ dưới 15 phút. Nhưng mà thường á sẽ chỉ định là dưới 10 phút. Lưu kim nhanh tùy cái mức độ kích thích. Ví dụ như chúng ta kích thích nhiều á thì chúng ta chỉ cần lưu kim là dưới 10 phút là được. Nhưng mà khi chúng ta kích thích nhiều nhưng mà không quá nhiều á thì chúng ta sẽ ví dụ như khí huyết của bệnh nhân nó cũng hơi kém kém nhưng mà chúng ta đang còn phải tả. Thì chúng ta sẽ tả nhưng mà chúng ta sẽ không tả nhiều. Và chúng ta sẽ cũng có bê kim nhưng mà chúng ta sẽ không bê kim nhiều. Thì lúc đó chúng ta có thể lưu dưới 15 phút. Còn cái lưu kim lâu á là lưu kim trên 15 phút. Thì thường là áp dụng cho trường hợp đó là bổ. Cả bên châm thể châm bình thường hoặc là điện châm mình cũng áp dụng cái thời gian này để mình đánh giá là lưu kim lâu hay là lưu kim ngắn. Còn khi mà đã dùng cái điện châm rồi á thì mình không có sử dụng cái lý luận của Đông y để mình giải thích. Tại vì nó là cái của Tây y rồi. Cái hơi hướng của y học hiện đại rồi. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Nó cũng giống như cái chỉ với lại thủy châm vậy đó. Nó cũng là sự kết hợp giữa Đông y và Tây y á, cho nên là khi mà mình giải thích á nó cũng dễ bị lẫn lộn hoặc là dễ bị lai tạp lắm. Đông y cũng ra Đông y mà Tây y cũng ra Tây y. Cho nên là tôi thích giải thích cái chỉ hoặc là cái thủy châm hoặc là cái điện châm theo bên y học hiện đại hơn. Em cũng quan điểm giống thầy á, là Đông y ra Đông y mà Tây y ra Tây y, chứ còn lai em cũng không có cái cảm tình lắm. Cho nên là bây giờ cái khi mà người ta giải thích theo cái điện châm á lúc nào cũng bổ tả là tôi thấy nó cũng hơi kỳ kỳ rồi, cho nên là cũng không có muốn áp dụng. Rồi xong cái phần mà bổ tả ha, là xong cái phần buổi sáng ngày hôm nay, buổi